thời gian sau khi bình phục, em bắt đầu có chọn lọc hơn những bài hát để phù hợp và không ảnh hưởng tới thanh đới của mình. Dạ. Thì lúc đó bài hát của em hát hay trở lại đúng không? Dạ. Và chính điều đó làm gây sự chú ý cho Kim Lợi cũng đang cần một nam ca sĩ. Dạ. Thì làm 2004, thế là em dồn lực về tiền bạc để ra một cái album đầu tiên. Wow. Thế là mình chọn bài cũng dữ dội. Ra cái album không ai biết trơn. Trời ơi. Thế là đầu 2006 nói thôi, lây quay hoài vậy, gia đình mình lo quá, bố mẹ lo quá, anh chị em ở nhà lo quá, đi lây hoay đi hát hoài mà không có, khi mà cần cái gì thì cũng phải, gia đình cũng còn phải phụ một xíu. Dạ. Yeah. Thế em nói thôi chắc em ngừng. Tới vậy mình đã coi như là tận nhân lực truy thiên mạng, mà bây giờ sau cái giai đoạn bệnh đó mình bình phục trở lại, quyết tâm lấy tiền bạc của ba mẹ đầu tư một album, không kết quả gì hết, thì bây giờ còn tiến đi đâu được nữa đúng chưa? Dạ. Thì em nghĩ là chắc là mình tổ nghiệp không thương không, mình không hay sao đây, không đủ duyên với không đủ với duyên nghiệp nữa với nghiệp, và mình không thể nào mà vì mình mà để lụy phiền bố mẹ rồi anh chị em lo lắng cho mình. Nhưng mà ông trời không phụ lòng người phải không em? Dạ. Một ngày đẹp trời nào đó bỗng nhiên có một cú điện thoại từ công ty Kim Lợi. Là của ai gọi cho em? Dạ, nhạc sĩ Minh Vi. Nhạc sĩ Minh Vi gọi trực tiếp cho em mà nói làm sao? Em nhớ hoài luôn á. Cứ nói xin lỗi, phải số của ca sĩ Quốc Đại không? Cứ nói dạ em Quốc Đại ạ. Cứ nói anh là anh Minh. Nhạc sĩ Minh Vi của trung tâm Kim Lợi. Muốn gặp em bàn về em về chuyện mời em làm ca sĩ độc quyền. Em hết hẩm túc cúp máy cho cập. Em trả lời gì luôn anh. Tức là tới giờ đó là cúp máy hả? Dạ. Rồi em chưa trả lời yes hay no gì hết hả? Em không trả lời gì, em hết hồn. À em hết hồn? Em hết hồn cúp máy. Rồi sao? Em tắt máy luôn. Trời đất ơi. Tại vì đối với em lúc đó là vừa mừng vừa lo, vừa không biết phải thiệt hay giả, không biết ai đây phải không? Không biết không. Lúc đó em định nghỉ hát rồi. Trời ơi. Thì em nghĩ là mình không thể hát nữa. Thì tự nhiên cái mình được mời mà độc quyền. Nhưng mình chìm mà có một cái phao. Dạ. Mà cái phao này đối với em là một bự cái gì quá. Cái gì đó nó xa lắm. Tại vì trước đó là công ty Kim Lợi là một cái nơi mà toàn ca sĩ mà đẹp trai đẹp gái không. Ngoài hát hay là đẹp trai rồi, đẹp gái, những người ăn hình. Em thì hồi nãy anh thấy đó ôm nhau. nên em khóa máy cả khóa máy luôn ngày. Dạ trời ơi em trốn. Sao có người xác nhận là nói xạo. Ủa nói đi. Xin chào mừng. Chào anh Bạch. Chồng ca sĩ Cẩm Ly. Nhạc sĩ Minh Vi đã xuất hiện âm thầm đứng nghe đoạn, một đoạn dài của em. Từ lúc em nói mà gọi điện thoại là đã xuất hiện rồi. Em bị đuổi vô hai lần anh. Em bị đuổi vô hai lần anh. Đó. Em bị đuổi vô anh đứng đó. Đang kêu anh dừng lại đó, vô hai lần và nghe hết câu chuyện của em. Bây giờ có người làm chứng em nói chưa thật. Em thiệt mà sếp, em khóa máy luôn sếp. Ủa vậy là lúc đó sếp không gọi thêm hả? Trời đất ơi, khóa máy mà có một niềm hy vọng người ta gọi mình khóa máy. Trời ơi. Không phải, bây giờ em mới hỏi, em giờ mới bạo gan. Bây giờ mới bạo gan hỏi, bạo gan trả lời đi. Không phải, tại em đứng em nghe. Tại bạn này có được một cái á, nói nhiều lắm. Khi không có em. Đó thấy chưa, vậy hồi nãy á, mà nói anh Bạch nói nhiều lắm em áp đi rồi. Làm bộ. Khi không có Minh Vi thì nói dữ lắm. Dạ. Mình có Minh Vi nói đi. Gọi là đứng hình đó. Thôi giờ để Vi nói đi Vi. Hồi xưa giờ là Vân Quang Long, hồi xưa tới giờ Đan Trường. Nói chung là ăn hình không à. Lan Trường. Đó. Còn một cái khuôn mặt tự nhận là mình không có ăn hình. Mà tại sao được mời? Mà muốn bỏ nghề rồi cho nên không có tưởng tượng là sợ luôn đó. Không có thể đại bị nhiều cái biến cố. Rồi bị tự ti. Ví dụ ngay cả bà xã em hay xin lỗi là ca sĩ Phương Thanh, lúc em mời về chưa đẹp, em dám khẳng định điều đó. Nhưng khi
họ có được cái chỗ đứng trong lòng khán giả, họ có được những bài hát khán giả yêu mến, nằm trong lòng khán giả rồi, tự nhiên sẽ đẹp. Tự tin chưa? Thật ra bạn không phải tự ti mà bạn thiếu tự tin. Không, mà lúc đó em tự ti thiệt mà. Và làm sao sau đó thì hai bên mới gặp nhau? Không thì em phải gọi lại chứ. À, không, sai nữa. Sai nữa, giờ nhớ loạn rồi. Anh gọi lại em, anh gọi lại, anh mới nói. Lúc đó Quốc Đại nói là cho xin suy nghĩ 2 tuần. Thì em làm việc rất là quy tắc. Sau cái cú điện thoại đó em không điện nữa. Và gần sát 2 tuần, chỉ còn một ngày cuối cùng là 2 tuần, em mới bóc lên nói là sao, suy nghĩ sao rồi. Thì bên kia là ngưng cũng phải 10 mấy 20 giây. Ngưng thì em hiểu được cái nhịp ngưng ở bên kia như thế nào. Em hiểu, nói anh muốn em tới nhà anh nói chuyện, chứ anh không thích trong điện thoại mà hao tốn tiền của anh. Nhưng mà lúc đó mình phải hiểu, mình phải thông cảm là cái người mình mời về họ bị cái gì và họ như thế nào thế nào thế nào. Không phải bây giờ là mập mạp cho nuôi anh, hồi xưa là cũng hóp vô ghê lắm. Ừ, con còng gió. Thực sự chương trình mời em tới đây là để nói xấu chứ không phải là nói tốt. Thiệt, bây giờ muốn nói tốt đẹp thì khán giả biết rồi, nói xấu người ta mới sợ. Mà em có gì xấu đâu. Có gì xấu đâu. Thế thì sau khi mà gặp gỡ Quốc Đại, dạ, thì cái kết luận của câu chuyện đó là như thế nào? Kết luận câu chuyện cũng vui à. Nói em không đủ tự tin ký với công ty của anh 5 năm. Em nói luôn, nếu em không ký 5 năm, ok, anh mời em về. Vì anh hỏi là tại sao em không chịu ký 5 năm. Em sợ là em làm không được, em làm không được những cái ý định của anh. Vì trước khi tới gặp anh á, em cũng điều tra anh ghê lắm. Là ông này ông làm việc khủng khiếp lắm. Nếu như một ca sĩ bình thường khác, em dễ làm hơn. Thật sự Đại lúc đó đang bị âm rồi. Nghe sao một cái thất bại quá lớn. Dạ, bị nhiều thứ, bị âm rồi. Thì em cần cái thời gian để về con số zero lại. Lúc đó mới tiếp tới mình muốn làm gì tiếp. Thì cái khoảng thời gian nó quá dài. Thì em nói là nếu anh không ngại thì em ngại gì. Anh là người mất trước nè, chứ không phải là em. Tại vì mời Quốc Đại và Quốc Đại làm không được là cái chuyện mình xem sai người. Còn mình nhìn con cờ của mình, thế cờ của mình mà sẽ được thì mình mới tự tin mà mình mời. Thế mình ở lòng nào không tin. Lúc đó em chia sẻ với anh đó, em là hoàn toàn là em mất tự tin về bản thân mình, về công việc ca hát. Mà đúng rồi, mất cả hai em ơi. Thứ nhất là mất về nhan sắc, cái thứ hai là mất về giọng hát. Chẳng thà có một trong hai còn có cái điểm bám. Cái này bám trơn lùi, không có chỗ nào vậy trơn, nó tuột vậy nè. Thì còn dính chỗ nào nữa. Em làm cái gì, em đưa ra cái gì mà đồng ý là anh mới ngạc nhiên á. Không, lúc đó em cũng khó nha anh. Với lại cũng phải có những cái bước chân đi như thế nào, thế nào, thế nào. Còn đùng về một cái mà tự nhiên hôm nay tôi ký mà tháng sau mà bắt đầu bung cái mặt mà hơi nghênh nghênh chút xíu. Rồi, lên đường. Em còn nhớ hoài nha. Cái này giờ anh mới nói là trong quá trình đi quay anh để ý rất kỹ. Em đạo diễn những cái clip của Quốc Đại cái thời đó. Nhưng khi lên trên Đà Lạt thì tính của em là hòa đồng với tất cả những nhân viên công ty và tất cả những anh em, những quay phim, những ánh sáng, những thiết kế là hòa chung với em. Em ra ăn cơm đường, cơm bụi với người ta luôn, chẳng hạn như vậy. Thì trong cái phòng đó có 2 cái giường lớn thì bắt Đại phải ngủ một góc chung với lại một giường 2 người. Nếu như là một ca sĩ độc quyền của công ty Kim Lợi, đương nhiên được quyền yêu cầu tôi cần một phòng riêng. Nhưng không, em bắt em phải chung với tất cả những người bạn đã từng gắn bó với anh 10 năm rồi. Thì em xem xét cái thái độ và anh này ok, hòa nhập. Nên từng bước, từng bước, từng bước. Em nhớ không, anh còn vô anh để ý mà. Em ngủ, em quay cái mặt qua vô cái tủ gỗ, đúng không? Anh nói nằm đây được không? Làm như vậy nhưng mà em vẫn phải vô em hỏi em nằm đây được không? Dạ dạ em nằm được sếp, đúng không? Bữa đó quay bài Tình Bọt Nước, anh còn nhớ tới mức vậy mà. Nói trong bài đó đâu nhớ. Nhớ. Em nhớ chứ, trời, Tình Bọt Nước quay sao làm nhớ luôn. Tại vì em từ đó giờ đâu được đi quay vậy. Về Kim Lợi mới được đi quay vậy. Mày quay mà hát điệu điệu, hát đâu hát điệu. Chửi liền anh. Nói thu âm rồi nhưng mà
Mà khi hát là phải đi quay ngoài làm hát thiệt. Là em nhớ hoài luôn cho tới bây giờ. Là em đi quay là em luôn luôn hát thiệt. Em là phải hát bằng cái giọng của em luôn. Tại vì bị cái này điệu điệu là cái anh Minh nói hát thiệt. Nào dạ. May dạ. Cho em đó. Chứ lúc đó mà cái tôi của em mà bự hơn chút chắc toi rồi. Tiêu rồi.